Mới đây, nhà thiết kế Võ Việt Trung không chỉ làm giới mộ điệu nức lòng với 3 bộ sưu tập áo dài ấn tượng mà còn gây chú ý khi ra mắt ấn phẩm sách đầu tay có tên là Mặt Nưa. Quyển sách truyền tải những câu chuyện thi vị về cuộc đời, sự nghiệp và cũng là cột mốc đánh dấu hành trình 25 năm đem hình ảnh áo dài Việt Nam vươn ra thế giới. Mặt Nưa của Võ Việt Trung không chỉ là show diễn giới thiệu đến giới mộ điệu 3 bộ sưu tập áo dài đặc sắc của anh trong năm 2022 mà còn giới thiệu đến công chúng ấn phẩm sách đầu tay cùng tên, kể về hành trình nuôi dưỡng tình yêu với tà áo dài của Võ Việt Trung. Bên cạnh đó, năm 2022 cũng là cột mốc đáng nhớ đúng 100 năm lãnh Mỹ A có mặt tại Nam Kỳ Lục Tỉnh, khiến việc ra mắt sách của nhà thiết kế càng thêm ý nghĩa. Ngoài ra, tại sự kiện, nhà thiết kế Võ Việt Trung cũng đã công bố 5 đại sứ gồm Lan Khuê, Minh Tú, Phương Khánh, Ngân Anh và Diệu Ngọc. Sắp tới đây sẽ đồng hành cùng anh tạo nên những bộ sưu tập áo dài bằng ý nghĩa đặc biệt với 100% lợi nhuận sẽ được gửi đến Quỹ Từ Thiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.